bài hát Nhớ Mưa là bài hát cuối cùng mà tôi sáng tác cho cái dự án Tóc Ngắn Acoustic. Phần nhạc của bài hát sau này có tên gọi là Nhớ Mưa như bạn biết thì đã được anh Huy Tuấn gửi cho Mỹ Linh vào khá là lâu trước khi album Tóc Ngắn Acoustic Một Ngày ra đời. Và sau khi cân nhắc rất là lâu thì chúng tôi đi đến cái quyết định rằng không hát đôi mà cũng không hát đơn mà đó là hát nhóm. Bài hát này Mỹ Linh đã kết hợp cùng với nhóm Em For You, là một nhóm nhạc bây giờ một nhóm nhạc nam mà Linh đánh giá rất là cao trong thời điểm hiện nay. Và Mỹ Linh thì rất là yêu thích nhóm Em For You và bản thân tôi cũng là một trong những cái gọi là fan hâm mộ của nhóm này. Được kết hợp với một đàn chị như chị Mỹ Linh thì đó hẳn là một cơ hội rất là lớn mà ai giống như mình cũng đều ao ước. Và rất là may mắn khi Em For You, Đinh Mạnh Ninh được chị Linh đề nghị yêu cầu thu chung một ca khúc. Và đó là một cái hội mình nghĩ là mình phải chụp lấy ngay. Xong cái phần audio bài hát này, quyết định đầu tiên mà nảy ra trong đầu Mỹ Linh nhất định sẽ cần phải quay hình với các bạn trẻ này để ghi nhớ lại những cái khoảnh khắc mà chúng ta đã có với nhau rất là thăng hoa trong phòng thu. Và khi chúng tôi có ý tưởng quay video thì cái tên đầu tiên xuất hiện đó là Triệu Quang Huy. Tôi cảm thấy đây là một cái dự án rất là thú vị, bởi vì là từ trước đến giờ thì tôi chỉ thường kết hợp với cả những ca sĩ rất là trẻ và những cái dòng nhạc rất là trẻ trung. Nhưng mà lần này thì tôi được làm việc với cả một ca sĩ rất là kỳ cựu thuộc tầm diva của âm nhạc Việt Nam. Thì tôi cảm thấy đây nó là một cái dự án rất là khác biệt so với các dự án trước. Thì tôi đã phải nghĩ đến một cái concept nó phù hợp với cả chất nhạc cũng như là phong cách của ca sĩ Mỹ Linh. Ninja Film là một cái đơn vị mà Linh được biết đến qua giới thiệu của một người bạn và qua tìm hiểu. Linh được biết đạo diễn Triệu Quang Huy ấy, là một người anh ấy rất là kỹ tính. Và đấy là điểm đầu tiên mà tôi thích. Và khi đưa cái bản audio cho Huy nghe thì Huy cũng rất là hứng thú. Và chúng tôi cũng quyết định quay cái video này trong vòng có một ngày thôi. Và cái điều thứ hai là khi xem những cái MV mà anh ấy quay, những MV đầu tiên về Hà Nội của Hoàng Hải hay là một vài những cái phim mà sau này bên đó cô cho tôi xem thì tôi rất là thích hình ảnh của bên đó. Nó khá là Hollywood ở chỗ là nó long lanh giống như phim nhựa. Và điều đấy là một điều mà không dễ gì mà có thể tìm thấy ở các đạo diễn Việt Nam. Và tôi đã quyết định bàn với anh Quân Anh Tuấn và chúng tôi quyết định kết hợp với Ninja Film để quay video clip bài hát Nhớ Mưa này. Dựa trên một cái concept là khai thác những cái cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội. Vốn dĩ là một cái công việc mà tôi rất là yêu thích, như các bạn đã chứng kiến qua Hồ Gươm Sáng Sớm. Thì Nhớ Mưa lại một lần nữa khai thác những cái khung cảnh rất là quen thuộc của thủ đô Hà Nội, ví dụ như nhà hát lớn. Cái ý tưởng của MV này là ca sĩ Mỹ Linh sau khi mà ngớt cơn mưa thì đã đi ra ngoài phố và đi đến một cái buổi tập hát và chơi nhạc cùng ban nhạc anh em ở nhà hát lớn. Thì trong quá trình họ chơi nhạc thì tình cờ cơn mưa đã quay trở lại. MV này thì nó là một cái dạng là performance MV, cho nên là chúng tôi tập trung rất là nhiều vào cái cảm xúc của những nhạc công. Và chúng tôi quay đặc tả rất là kỹ những cái câu nhạc, những cái nốt nhạc, những cái câu bè, những cái câu hát để nó tạo ra một cái tính rất là musical cho cái MV. Đây là cái video clip đầu tiên mà chúng tôi có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất từ xưa đến nay. Trước hết là về vấn đề bối cảnh, chúng tôi phải nói là rất là may mắn đã được nhà hát lớn tạo điều kiện để chúng tôi quay ở phòng gương. Quay cái bài hát này thì chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn, vì bài hát được quay trong một cái ngày nắng nóng nhất của Hà Nội và hoàn toàn không có mưa. Về cái quá trình sản xuất MV thì chúng tôi đã làm rất là nhanh, bởi vì là cái việc mà mượn nhà hát lớn phòng gương này nó là một việc rất là khó khăn, cho nên là chúng tôi chỉ có vỏn vẹn trong vòng nửa ngày
để quay cái MV này ở nhà hát lớn. Vì vậy chúng tôi đã phải rất là nhanh, tập trung cao độ để quay toàn bộ những cái cảnh ở trong nhà hát lớn. Cái phòng gương là một phòng mà nó được thiết kế rất là đẹp, nó hơi có một chút gì đó nó cổ điển, nhưng mà nó lại khi mà lên hình ấy thì cái hình ảnh của nó phải nói là rất là đẹp. Tôi nghĩ bản thân chính cái nhà gương này nó đã là một cái bối cảnh rất là hoành tráng cho cái video này. Và tôi nghĩ rằng khi các bạn xem thì chắc chắn các bạn sẽ cảm nhận được cái việc đó. Nó có màu đỏ của cái thảm nhung, của cái rèm nhung, và nó có màu vàng của tường. Đó là những cái màu mà nó gợi lên cái sự quý phái. Thì khi mà chỉnh màu thì tôi đã cố gắng để cái màu của cái MV nó làm cái màu hơi đỏ đỏ và hơi vàng vàng. Vì tôi nghĩ là hai cái màu này là hai cái màu mà rất là đặc trưng cho Việt Nam. Nó đồng thời cũng là màu cờ của nước Việt Nam. Thì tôi muốn áp dụng hai cái màu sắc này chủ đạo vào trong MV này, để cái MV này nó mang một cái tính rất là thuần khiết là MV của Việt Nam. Và tôi nghĩ là cái sự lựa chọn này nó khá là phù hợp với cả hình ảnh của ca sĩ Mỹ Linh. Team Ninja Production đã rất là vất vả để có được những cái giọt mưa trong cái ngày nóng nắng đó. Và tôi đặc biệt thích những cái bước chân đi mà anh ấy quay và dựng ở dưới là con đường ướt mưa. Và để có một cái con đường ướt mưa đấy thì Huy cũng rất là khó khăn. Và hôm nay chúng tôi cũng gặp may là khi mà chúng tôi đi phun đường như vậy là không bị cảnh sát ngăn lại. Phải nói là hôm đấy là rất là nhiều may mắn. Cả cái bối cảnh ở một cái con phố nhỏ ở bên góc đường Phùng Hưng cũng là một cái bối cảnh anh Huy chọn được mà tôi phải nói là rất là tâm đắc. Tôi rất thích cái cánh cửa, hai cái cánh cửa nó hơi cổ điển một chút với cái giàn hoa ở trên. Khi mà chúng tôi làm giả mưa ấy, thì mọi thứ nó trở nên rất là trong, rất là sạch. Và tôi vẫn nhớ là cái hôm đó đến quay ở đó, nhìn ở ngoài nó đẹp thế nhưng bên trong nó là một cái nhà kho của một người bán hàng. Và tôi cứ phải đứng ở trong đó để đợi đạo diễn hô action. Và tôi mới mở cửa ra. Và tôi chỉ mong cái anh Huy đọc tiếng action thật sớm, bởi vì ở trong thì nó rất là bí và rất là khó chịu. Đấy là những cái kỷ niệm rồi. Và bản thân tôi thì khi đi quay thì cũng ủng hộ anh em Phim Ninja rất là nhiều. Ví dụ như là tôi còn thậm chí tham gia vào việc quay behind the scene cho cái video này, và tôi tận dụng tất cả những gì mình có như là iPhone, ô tô, rồi tất cả những cái gì mà tôi có thể để quay những cái thước phim behind the scene nó được sinh động nhất. Cái công việc sản xuất rồi những cái hậu kỳ sau đó được Phim Ninja cũng như là Triệu Quang Huy hoàn thành trong một cái thời gian rất là ngắn, nhưng cái kết quả thì tôi cảm thấy rất là hài lòng.